chú con xu kìa. Chị lẫn cơn luôn. Vậy Trung biết một điều rất là kinh dị. Sao em? Mắt chưa cạo lắm, mắt chưa cạo. Dạ thưa quý vị, em nói thật là em cạo rồi nhưng mà nó ra lẹ. Cái tốt thường là một người khác quý vị. Lẹ lắm, sợ sợ hổ cho tụi. Và cô chú chị thân mến, ai chị thân mến, các bạn nhạc trên ta lên tiền nha. Chú em điều động nhân chiến tới tận nơi để phun trùng trốn về mình luôn. Và cái thú vị thì là lấy cuối tay là thì là lấy được nhiều may. Sẽ mang lại nhiều may mắn cho quý vị. Vâng là chào, bây giờ quý khách chào có lá cho chúng ta nhiều nhiều bằng nhé. Vẽ kìa thương ơi. Đó, ai chị thân mến cái chân tay lên tiền nhạc em nha quý vị nha. Đã rồi, và ngay giờ anh xin phép được mời hai vị khán giả sơ về số thưa quý vị. Và chị gái áo hộp ngực của chị đó ơi. Nha, chị hỏi của tụi em, chị lên đây với tụi em. Và lên đây mình chết về với tụi. Một bài với một người thôi, một mấy đời mới đốt có xương. Mấy đời mà mỗi người ưa mới đều. Lên đi chị, rồi hai chị đều. Trời ơi, lỡ về tân không chị nữa đó. Đó trời ơi, chị gắn cái lò xo đó chẳng. Em nhớ cái đùi nó mãn, thì không có tân của chị thông cảm nha. Rồi, và bây giờ ai cho một cái cứ giơ tay lên liền nhìn em nhìn nha. Những lá vé chừa là những lá vé mà thừa đó về là những lá vé chừa để đọc giải cho dòng loại này đó. Chỉ còn có hai ba vé cuối tay cho quý vị như Lan và bài vé thứ ơi, một vé thôi quý vị ơi. Và bây giờ xin mời vị chúng ta đầu do số. Yeah.
gì chị? Mỹ Nương. Mỹ Nương. Đúng rồi, con đang gãi lông ngọt để Trọng Thủy tìm tới con đó mẹ. Nói thì tới nói cái não thần tắm mày trước á. Tắm vô cái não mày cho mày bớt suy nghĩ khùng đi. Bớt đi cơm, trời. Thì tao xin lỗi. Vô. Có 2, 49, có 3, 57, có 4.
vị 17, 28, 49 và 57 hoàn toàn để chậm lợi 394 đúng chậm lợi và chị Thi ơi trao cho hai chủ nhân quen số của người con có bông nha. Và kính thưa quý vị, còn ai tin trùng đó quý vị kiểm tra kỹ cho em nha. Nếu không có xảy ra trùng tin trùng thì em xin phép được trao tặng trọn vẹn một chỉ vàng cho anh trai. Wow, rất là bài mã của chị ha. Hai dòng lợi tiếp theo đó là 30.000 đồng rồi đấy, vé thuận tiện cho 5 phân vàng. Anh ơi, anh kiểm tra dùm em, trong đây có một chỉ vàng chỉ có mình anh nhận thôi đó. Đây một chỉ vàng trao tặng tại sân khấu. Và kiểm tra thật là kỹ dùm cho tụi em. Dạ rồi, chị ơi hỗ trợ anh kiểm tra cái quá đơn dùm em luôn nha. Và cái thưa quý vị, dòng lợi tiếp theo đó là 30.000 đồng một tháng vé. Cho giá trị giải thưởng đó là 5 phân vàng thưa quý vị. Cảm ơn rất mong quý vị sẽ tương trình ủng hộ cho những lợi tiếp theo thưa quý vị nha. Rồi, cảm ơn anh trai. Quý vị có thể dành cho chủ gia may mắn một tràng pháo tay thật lớn luôn không quý vị ơi? Dạ, cảm ơn anh. Chị anh rất là may mắn khi mà chỉ có một mình anh đọc giải dòng lợi này thôi. Với giá trị giải thưởng rất là cao nha. Đó, trọn vẹn một chỉ nè. Và kính thưa quý vị, và bây giờ số 30